Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Chung tay xây dựng non sông. Chung tay xây dựng nước nhà. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, làm theo lời Bác Hồ Chí Minh. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Việt Nam vững bước, năm châu bốn biển, anh em một nhà. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, xã Yên Thắng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Lương Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, bí thư trưởng thôn bản, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, cùng 91 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc xã Yên Thắng về dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thắng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Mặt trận Tổ quốc xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 24,39%. Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã hiến trên 2.070 mét vuông đất, đóng góp trên 3.800 ngày công lao động, vật liệu, quy ra tiền là trên 5 tỷ đồng, xây dựng 5 km đường bê tông. Đến nay, cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư trên địa bàn xã Yên Thắng được nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đường làng ngõ xóm ngày càng phong quang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã còn tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ Tết với tổng số tiền trên 36 triệu đồng, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo của xã với số tiền trên 16 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã đã kêu gọi hỗ trợ làm mới 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gặp hỏa hoạn, thiên tai, sửa chữa 1 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ là 15 triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã có 23 tập thể, 235 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã dành thời gian thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với một số mục tiêu cụ thể như hàng năm vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt từ 16 triệu đồng, có từ 1 hộ nghèo được làm nhà mới, sửa chữa nhà ở, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm đạt 100%. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đồng chí Lê Hữu Tuân, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thắng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị thế trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội, làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thắng khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thắng khóa 11 đã hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Ông Hà Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Thắng tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự quyết tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh lần thứ 16,
nhiệm kỳ 2024-2029.